Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của một bệnh nhân F0 đi cách ly, được chính quyền chăm sóc hộ đàn chó 12 con. Được biết, chị Trần Thị Kim Châu cho biết, đàn chó 12 con này là bầy chó chung của chị Phạm Thị Tuyết Hạnh sinh năm 1981, là chị dâu của chị Châu cùng chăm sóc. Hai chị em rất yêu động vật, đặc biệt là chó, do chị Châu nuôi con nhỏ, nên 3 năm trước đã gửi hết chó cho chị Hạnh chăm sóc. Tuy nhiên, một tuần trước, cả nhà chị Hạnh test dương tính COVID-19, phải đi cách ly hết. Chị Kim Châu rất biết ơn với sự tận tình của các cán bộ ở ủy ban. Sau khi đón đàn chó về, các cán bộ bên phường đã quay clip, chụp ảnh gửi chị xem, thông báo đàn chó vẫn khỏe mạnh và ăn ngoan. Câu chuyện chính quyền thành phố Biên Hòa đưa đàn chó về chăm nuôi đang khiến nhiều cư dân mạng ấm lòng. Nhiều người cho rằng đây là hành động rất ý nghĩa và gửi lời cảm ơn tới sự tận tình của đội ngũ tuyến đầu chống dịch.